Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một bài thực tế trong đề thi GLPT năm 2021 tháng 12. Bài này vẫn là cái dạng bài hiểu nội dung của bài và chúng ta sẽ cùng thử đọc xem là có áp dụng được gì trong những cái kiến thức mà chúng ta đã học không nhé. Chúng mình nhớ là làm bài trước khi check đáp án nhé. Cái bài này là một bài chung nên là chúng ta sẽ luôn luôn đi đọc câu hỏi trước để mà có thể định hình xem là chúng ta sẽ focus vào đâu để chọn đáp án mà. Thì theo tác giả câu số 1 này, theo tác giả Nihon de wa amari dodoku shiri de hongo yomu toyu koto o shinai no wa naze ka, là tại sao mà ở Nhật thì lại hầu như không đọc sách bằng dạng CD hoặc là dạng gọi là âm thanh ấy. Bây giờ mình sẽ nhìn xem là đi tìm cái câu nào thể hiện cái lý do tại sao. Nihon de wa amari rodoku shiri de hongo yomu toyu koto o shinai ga obe de wa ninki ga ari shinkan hon kara onen no meisaku made rodoku CD ka sare futsu no soten de zurari to hanbai sarete raku suru. Chúng ta nhìn theo các cái dấu phẩy nhá và nhìn theo cấu trúc ngữ pháp nha. Ở Nhật này thì là toyu koto o shinai ga, mặc dù là hầu như mọi người không có đọc sách bằng dạng audio hoặc là dạng CD ấy, nhưng mà ở châu Âu thì nó rất là được ưa chuộng này. Ninki ga ari, từ những cái cuốn sách mà mới xuất bản cho tới ma đế, những cái tác phẩm nổi tiếng từ xưa ấy, thì đều được rodoku shiri ka sare, là đều được audio hóa này. Futsu no soten de zurari to hanbai sarete raku suru, và nó được bán ở la liệt ở hầu hết các cái cửa hàng sách bình thường. Cái từ raku suru ở đây là mình đang hiểu là bán ở cái bản rút gọn ấy, hay còn gọi là bán đơn lẻ cái CD đấy, các cái cuốn sách đấy thì được audio hóa này, được bày bán la liệt hay là bày bán thành từng hàng một ở các cái cửa hàng sách thông thường, ở dưới cái phiên bản gọi là rút gọn hoặc là bán riêng lẻ từng những cái audio đấy thôi. Kore wa shiroku no te kasteru hito no tame dake dewa naku sachiu no me o yasumetai toki demo sou shita rōdoku CD を利用して多くの人が朗読を楽しんでいるのだ。No da, đây là giải thích lý do này. Không phải cái kore là cái bản CD mà đọc sách này ấy, không phải là để dành cho những cái người mà có cái khả năng thị lực kém, mà toki demo là ngay cả những cái lúc mà muốn nghỉ ngơi mắt trong cái lúc mà lái xe ấy, thì là cũng có khá rất là nhiều người tận hưởng cái việc đọc sách này bằng cách sử dụng các cái audio kiểu như vậy. Sore nano ni kore ga Nihon de amari riyou sare nai no wa nichizou teki ni katsuji ni tanoshimu bunka ga aru no de wazawaza onsei ka suru hichiyousei o kanshite inai hito ga oi dake no koto daro. Sore nano ni là mặc dù là như vậy, mặc dù là ở châu Âu thì có cái cách thức như vậy, nhưng mà cái lý do, cái nô hóa ở đây đằng sau nó là cái gì, thì là cái nô này nó là cái đấy, thì mình nhìn ra đằng sau ở đây nó là nô đệ, thì là mình sẽ hiểu là cái lý do mà ở Nhật không thường hay được sử dụng ấy, cái này không thường hay được sử dụng, hay còn gọi là audiobook thường không hay được sử dụng, đó là vì có một cái văn hóa rất là tanoshimu, rất là gần gũi rồi thân cận với lại cái việc chữ viết trong cái cuộc sống hàng ngày. Vì vậy cho nên là phải chăng là có rất là nhiều người không cảm nhận được cái tính cần thiết của cái việc mà audio hóa, của cái việc mà audio những cái cuốn sách, đúng không? Waza waza ở đây là không nhất thiết phải, đúng không? Waza waza là cố tình hoặc là cất công làm cái gì đó, thì là có rất là nhiều người đang cảm thấy rằng là không cần nhất thiết phải audiobook hóa như vậy. Thì đấy chính là cái lý do của cái việc mà ở Nhật người ta không sử dụng mấy cái audiobook là vì như thế đấy. Nên đáp án của mình đã chọn được chưa? Ông se ka sareta hon no shurui ga sukunaku hoshii mono ga te ni ire nikui kara. Bởi vì rằng là các cái loại sách mà được audio hóa thì rất là ít này, nên là rất là khó có trong tay được những cái cuốn sách mà mình muốn, thì là bị sai rồi. Câu 2 là gì?
音声化されたものを誰もが楽しめるという意識がないから、 bởi vì rằng là không ai có cái ý thức tận hưởng những cái thứ mà đã được audio hóa, audiobook hóa đúng không? Thì cái đoạn mà Ikigai hầu hết là không có ai tận hưởng thì là không đúng. Cái này nó phải là gì? Cái thói quen ấy, đúng không? Đây này, nô đế đây này. Vì là có cái thói quen rất là thích tận hưởng, hoặc là tanoshimu, rồi thân thiết, rồi gần gũi với lại chữ viết ấy, nên là người ta không có cái cảm giác cần thiết phải audio hóa. Cái chính ở đây nó chính là có cái văn hóa như vậy trong cái đời sống hàng ngày như vậy, nên là không thấy cần thiết phải audio ấy. Nên là cái số 3 này mới là cái đúng này, là do siêu càng này này, do cái thói quen thôi, do cái thói quen là đọc chữ viết hơn là nghe ở cái dạng là audio. Đấy, nên là nó là cái thói quen rồi, nên là hầu như mọi người không có đọc rô đốc cự CD mấy. Nên là hầu như mọi người không có nghe cái CD mấy. Câu số 4 là ông sẽ cả sare tamono ki te mo katsuji de yomu hodo likai wa fukumaranai to kangae te ru kara. Bởi vì rằng là họ nghĩ rằng là dù có đọc những cái thứ mà đã được audio thì cũng sẽ không hiểu sâu bằng cái việc mà đọc bằng chữ viết. Thì cái câu này, ý này người ta cũng không nói đến, người ta chỉ nói về cái thói quen shitashimi, cái thói quen shitashimu với lại cái chữ viết thôi. Nên là đáp án 3 là đúng nhá. Bây giờ mình sẽ đến cái câu số 2 này. Bun so yon dari kitari suru no ni kakaru shikan to likai dekiru nayo nitsuite hissa wa dono yo ni nobete iru ka. Liên quan tới cái nội dung được hiểu và cái thời gian cần để mà đọc và nghe thì tác giả đang mô tả như thế nào. Bây giờ mình sẽ tìm cái keyword là cái kakarajikan và cái likai để kiru nayo trong cái bài viết này, thì mình sẽ đọc tiếp nhé. Shikashi onsen wa onsen nari no tanoshimi ga aru ということを shitta nara ロードックシリは趣味や実情にもっと活用されるに違いない。Thế nhưng mà làm sao? Nếu như mà chúng ta biết shitta nara này, nếu mà chúng ta biết được rằng là cái ông C là cái audio ấy, nó cũng có cái tanoshimi của nó. Cái nari ở đây nó là cái cấu trúc ngữ pháp ấy, mình hay gặp kiểu là jibun nari no, là trong khả năng có thể của mình này, trong cái phạm vi của mình này, hay còn gọi ở đây là ông C, thì trong cái audio ấy, thì nó cũng có cái hay của audio ấy, mà chỉ có audio thì nó mới có. Tối ưu cô tố shitta nara, nếu mà bạn biết được cái điều này thì nichigai này, thì chắc chắn là cái CD ấy, nó cũng sẽ được sareru, đúng không, sẽ được tận dụng hơn nữa trong cái jichijo, là trong cái đời sống hàng ngày, hoặc là trong các cái tình huống thực tế, hay là trong cái sở thích của mình. Onaji nayo no bunso o katsuji de yomu no to tanin ga roroku shita onsen o kiku no dewa hobo onaji jikan ga kakaru. Ở đây mình sẽ thấy là nô tố này thì cộng với lại nô đấy ạ, là cái việc mà mình đọc bằng chữ viết các cái đoạn văn giống nhau, và cái việc mình nghe âm thanh của người khác đọc ấy, thì hầu như là onaji jikan ga kakaru, là mất thời gian giống nhau. Mokudoku nara onsen o kiku yori hayai という意見があるかもしれないが、mokudoku にかかる時間は自分で活字を音読した場合とそれほど変わらないはずだ。Là có thể sẽ có những cái ý kiến nói rằng là nếu như mà là đọc nhẩm ấy thì nó sẽ nhanh hơn so với cái việc là nghe bằng âm thanh. Nhưng mà cái thời gian mà dành cho cái việc để đọc nhẩm ấy thì chắc chắn là nó cũng không có thay đổi quá nhiều trong trường hợp mà mình tự đọc thành tiếng chữ viết. そして一定のペースで読み進める限り、自分で活字を読んだ場合と音声で聞いた場合とで理解できた内容もほぼ同じになるに違いない。Và làm sao? Kagiri là nếu như mà mình đọc một cái trong một cái pace, là trong một cái khoảng nhất định. Cái từ kagiri ở đây là
mình sẽ nhớ một cách đơn giản là câu điều kiện ở trong tiếng Nhật. Nó có thể đi đằng trước là dạng phủ định hoặc là dạng khẳng định, đúng không? Thì ở đây mình sẽ dịch là nếu, nhưng mà chúng ta đọc trong một cái khoảng thời gian nhất định này, thì cái tố này, trong cái trường hợp mà mình đọc, mà mình tự mình đọc chữ viết, và cái tố này trong trường hợp mà mình tự đọc chữ viết, và trong cái trường hợp mà mình nghe bằng âm thanh ấy, thì làm sao likai dekita nayomo, cái nội dung mà mình có thể hiểu được ấy, hầu như là cũng giống nhau. Nichigai nai ở đây thì nó bằng với cái ha dự ở đằng trước này này. Có nghĩa là nó đưa ra hai cái hinto để mình trả lời cho câu số 2. Thứ nhất là cái thời gian mà tiêu tốn cho cái việc đọc ấy thì hầu như là kawaranai, ha dự đà chắc chắn là hầu như là nó không thay đổi. Thêm một cái ý nữa ở đây là chắc chắn là cái nội dung mà mình có thể hiểu được thì nó cũng lại là tương đương giống nhau. Hầu hết nó là giống nhau. Nên là đáp án của mình ở đây nó chính là cái số mấy. Cái nào mà thể hiện là cả thời gian và cả nội dung, cả cái kakaru shikan và cái likai dekiru nayo này thì là hobo onaji, hầu như là kawaranai, thì nó chính là đáp án, đúng không? Thì nó chính là cái số 2 này này, là không có sự khác biệt gì lớn trong cái nội dung hiểu và cái thời gian khi mà mình đọc, tự mình đọc và nghe âm thanh từ người khác. Còn mấy cái saga đự này là sai này, saga đự này cũng sai này. Còn cái câu số 4 ở đây là cũng là saga nai, nhưng mà ở đây nó ghi là jikan wa kakaru nên là bị sai câu số 4 ở cái đoạn là mất thời gian, trong khi người ta đang nói là jikan thì kawaranai. Ở đây có một cái đặc biệt mình thấy này, A tố này, B tố, xong là đi với cái từ đệ ở đây này, đúng không? Thì là trong cái phạm vi là trong cái phạm vi đế này, đúng không? Trong cái phạm vi trường hợp 1 và cái trường hợp 2 này thì là hầu như là sẽ là giống nhau. Đấy, thì cái từ đế ở đây nó sẽ là để chỉ phạm vi. Jitsuwa sore demo no ni niroku sareru zouhou ryou wa onse yori katsuji no hou ga sukunai no de aru. Trên thực tế thì cho dù là như vậy, cho dù là cái khoảng thời gian thì nó không thay đổi, cái nội dung mình có thể hiểu thì nó là tương đương giống nhau, nhưng mà trên thực tế thì sao, cái lượng thông tin mà mình input vào thì so với cái âm thanh thì cái việc mà đọc bằng chữ viết ấy thì nó sẽ ít hơn. Có nghĩa là cái lượng thông tin mà được input vào trong đầu ấy, của đọc bằng chữ ấy, thì nó sẽ ít hơn là nghe bằng âm thanh. Naze nara, bởi lẽ rằng là ông C đệ khi tả bài và moji dake de wa kubetsu ga tsukanai nuance no chigai nado ga rōroku shita hito niyotte tekisetsu ni handan sare, intonation, yokuyou ya kan nado o fukumeta onsei hyōgen toshite hatsuwa sareru kara da. Bởi vì trong trường hợp mà nghe bằng âm thanh thì là cái nado này, những cái sự khác nhau về nuance mà chúng ta không thể nào phân biệt được, đúng không? Cứ biết chữ cá chữ cự hoặc cứ biết chữ cá chữ ca này là các cái nuance sự, là các cái cách hành văn hoặc là các cái ý tứ, đúng không? Về sự khác nhau về ý tứ mà không thể nào phân biệt được bằng chữ viết. Nó sẽ được handan sare, nó sẽ được đánh giá một cách phù hợp dựa vào cái người đọc cái câu chuyện đấy này. Bởi vì hatsuwa sare được kara là bởi vì rằng là trong trường hợp mà nghe bằng âm thanh thì câu chuyện sẽ được phát ra với các cái cách hiển thị, cách biểu diễn bằng âm thanh, bao gồm cả cái intonation là cái giọng điệu, cũng như là cái căng ở đây nó chính là các cái khoảng cách hoặc là các cái chỗ ngắt nghỉ, những cái chỗ mà mình nhấn nhá, đúng không? Thì là cái câu chuyện của mình nó cũng sẽ được khác đi, nên là cái lượng thông tin input vào não bộ thì nó cũng sẽ nhiều hơn so với việc đọc chữ viết. Nên cái đáp án cuối cùng của mình là cái điều phù hợp nhất mà tác giả đang nghĩ là gì, là đáp án số 1 đây này. Katsuji de yomu yori onse de kikuhō ga erareru zouhou ryou wa oi. Thì là mình sẽ dịch là gì? Là so với cái việc đọc chữ viết thì cái lượng thông tin được tiếp nhận sẽ nhiều hơn khi mà nghe bằng âm thanh, đúng không? Thì ở đây là yori cộng với lại hô gá này, có là nghe bằng âm thanh thì cái lượng thông tin được tiếp nhận nó sẽ nhiều hơn so với cái việc mà đọc chữ viết này. Câu số 2 là gì đây? Katsuji de yomu no to onse de kiku no to de wa zouhou ryou ni okina sa wa soji nai, hầu như không có sự khác biệt gì lớn trong cái lượng thông tin thì là sai rồi.
Người ta đang nói rằng là lượng thông tin của cái việc nghe thì nó sẽ nhiều hơn mà, nên nên cái câu này sai ở cái ý sau. Kachiji de yomu hou ga muji kara souzou dekiru koto ga oku erareru souhou ryou ga oi. Kachiji de yomu hou ga là việc mà đọc chữ viết ấy, thì chúng ta sẽ có thể tưởng tượng từ chữ viết nhiều hơn này, rồi cái lượng thông tin thu lượm được thì cũng nhiều hơn, thì cái ý số 2 này cũng sai nhá. Cái đoạn tưởng tượng này thì cũng không có nói tới này. Câu số 4 là gì? Ông C đến nó hiểu game ạ. Chitai được hito ni yoru zo ho liu no sa ga hotong do nai. Hầu như không có sự khác biệt gì lớn trong cái lượng thông tin từ cái người truyền đạt, đúng không? Có là đang nói rằng là cái cách hiển thị bằng âm thanh thì hầu như không có sự khác biệt nhiều về cái lượng thông tin, thì cái này cũng sai rồi. Nó chỉ có mỗi cái số 1 thôi, là cái lượng thông tin nó đang nhiều hơn khi mà mình nghe bằng âm thanh so với cái việc là mình đọc chữ viết. Cái bài này thì các bạn thấy thế nào? Nó cũng không có quá khó đúng không? Nhưng mình sẽ nắm bắt một số các cái từ vựng như sau. Thứ nhất là cái từ ô nên này này, là từ xa xưa ấy đúng không? Các cái tác phẩm nổi tiếng từ rất là lâu rồi. Shin Kang Hong thì là những cái cuốn sách mới được xuất bản này. Tiếp đến là Jurari, Jurari là xếp thành hàng này, rồi là bày rất là một loạt đúng không? Bày một loạt thành lối ấy, thì là mình sẽ hiểu là bán hàng loạt. Còn cái từ leku suru ở đây là được giản lược rồi được thu gọn, nó bằng với cái ý là kantan ni suru. Trong cái bài này mình thấy dùng rất là nhiều cái nô đà này đúng không? Thì nhớ là trong trường hợp mà nó có cái từ nô đà cuối câu này này thì nó sẽ là liên kết các cái câu với nhau để diễn tả về cái lý do rồi giải thích biện luận của tác giả. Rồi một số các cái từ cấu trúc như nari này này, cái này thì N2 cũng đã có rồi. Rồi khi mà chúng ta đọc thì chúng ta nhớ là ngắt mạch theo các cái dấu phẩy rồi theo cấu trúc ngữ pháp giống như kiểu là mình đã hướng dẫn các bạn trong cái bài hôm nay nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo.